với channel của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Và trong video ngày hôm nay, Meta giới thiệu đến các bạn sản phẩm tủ đông 118 lít TD-VH160VD. Và nếu như nhắc đến tủ đông thì các bạn sẽ nghĩ rằng là tủ đông chuyên sử dụng để lưu trữ thực phẩm lớn ở trong nhà hàng, quán ăn hay là cửa hàng. Tuy nhiên thì hiện nay để đáp ứng được nhu cầu lưu trữ thực phẩm tại gia đình với dung tích vừa phải thì Sanaki đã có phiên bản 118 lít có thể làm lạnh và cấp đông tiện lợi. Vậy thì chi tiết về sản phẩm này như thế nào thì chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây. Về thiết kế thì tổng thể bên ngoài với dung tích là 118 lít thì chiếc tủ đông Sanaki này có kích thước với chiều cao là 105,6, chiều rộng là 55,4 và chiều sâu là 57,3cm. Và thiết kế bên ngoài lớp vỏ sơn tĩnh điện này sẽ dễ dàng vệ sinh lau chùi và tránh rò rỉ điện trong quá trình sử dụng. Phần cửa thì có tay nắm ẩn cho nên là tạo nên một tổng thể trang nhã và đẹp. Phần núm vặn để điều chỉnh nhiệt độ cũng như là các đèn báo ở ngay phía trước để chúng ta có thể dễ dàng quan sát cũng như là điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để bảo quản lượng thực phẩm bên trong. Và khi mua sản phẩm tủ đông Sanaki chính hãng thì sẽ có các tem phụ như là nhãn năng lượng 5 sao tiết kiệm điện năng, phần bảo hành điện tử với hotline dán ở phía bên và các thông số kỹ thuật như là công suất hoạt động là 1,67 kWh trên ngày. Phần dây nguồn thì có chiều dài là 190 cm. Phần cánh tủ này thì được đóng rất là kín với hệ thống gioăng cao su chắc chắn. Và thiết kế ở bên trong thì các ngăn chứa gồm có 4 ngăn. Với thiết kế như thế này để chúng ta có thể tránh được việc lẫn mùi thức ăn. Các ngăn chứa này được làm từ nhựa cứng cáp chắc chắn và có thể tháo rời ra để vệ sinh được. Phần lòng tủ được làm từ chất liệu như ABS, giữ nhiệt tốt, chống oxy hóa và dễ dàng vệ sinh. Về công nghệ thì chiếc tủ đông Sanaki này sử dụng công nghệ làm lạnh trực tiếp. Đây là công nghệ làm lạnh được áp dụng trên hầu hết các dòng tủ đông hiện nay. Với công nghệ này thì hơi lạnh sẽ được lan tỏa khắp trong tủ và bảo quản lưu trữ thực phẩm hiệu quả. Có một lưu ý cho các bạn khi lưu trữ thực phẩm, đó là có 4 ngăn ở trong tủ thì 3 ngăn phía trên có nhiệt độ làm lạnh sâu sẽ phù hợp đối với những loại thực phẩm cần phải cấp đông ngay và lưu trữ dài ngày. Còn 1 ngăn ở phía dưới thì là khu vực có nhiệt độ cao hơn nên sẽ phù hợp với những thực phẩm mà đã được cấp đông rồi và lưu trữ ngắn ngày. Và chiếc tủ đông Sanaki này sử dụng ga R600A thân thiện với môi trường và đảm bảo làm lạnh nhanh. Và chiếc tủ đông Sanaki này sử dụng dàn lạnh bằng nhôm kết hợp với công nghệ làm lạnh trực tiếp sẽ có khả năng đạt nhiệt độ từ âm 18 đến âm 30 độ C với 7 mức điều chỉnh bằng núm vặn như thế này để giúp chúng ta có thể bảo quản thực phẩm một cách tối ưu. Cụ thể phần đèn báo màu đỏ là đèn báo nguồn, đèn báo màu xanh là đèn báo tủ đang hoạt động. Và các bạn cần phải lưu ý là điều chỉnh mức nhiệt độ phù hợp với lượng thực phẩm ở bên trong tủ để bảo quản một cách tối ưu. Trong đó mức 0 là vị trí tắt, mức số 1 điều chỉnh nhiệt độ, nhiệt cao nhất là từ âm 18 đến âm 20 độ C. Từ mức số 2 đến mức số 4 sẽ phù hợp để bảo quản thực phẩm với mức nhiệt độ từ âm 20 đến âm 26 độ C. Còn vị trí số 5 và 6 là nhiệt độ phù hợp để cấp đông nhanh với số lượng thực phẩm lớn từ âm 26 đến âm 30 độ C. Vị trí số 7 là nhiệt độ thấp nhất, làm lạnh nhất dưới âm 30 độ C. Vừa rồi là thông tin về sản phẩm tủ đông Sanaki 118 lít TD-VH160VD. Và để có thể đặt mua sản phẩm tủ đông thì các bạn có thể truy cập vào website meta.vn hoặc đường link trong phần nội dung của video này hoặc là liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính để được tư vấn tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.